Video này được tài trợ bởi 360 Boutique 360 Boutique thương hiệu thời trang nam chất lượng trên gian Shopee Mall Không phải mở bài gì nữa Đây là The Walking Dead mùa 9 Đáng chú ý nhất mùa này chắc là sự ra đi của Rick Để làm phần phim riêng Mỗi tội là đến giờ thì vẫn chưa thấy phim đâu Ngoài ra thì một loạt nhân vật quan trọng cũng ra đi chóng vánh Như là xả lỗ hợp đồng Vì sự xuất hiện của kẻ thù mới Bọn thi thầm Sau cuộc chiến với Negan thì các cộng đồng bước vào thời kỳ hòa bình Sanctuary được Daryl tiếp quản Nhưng mà tình hình lương thực thì không khả quan lắm Nhóm của Rick mới tìm đến một bảo tàng để tìm những hạt giống được chính quyền cất giữ từ ngày xưa cùng với lại công cụ lao động được trưng bày như là cái cây rồi tận thế đã quá lâu nên là mọi người phải bắt đầu xây dựng thế giới từ thời chưa có nhiên liệu bên cạnh đấy thì cũng phải ứng phó với sự phá hoại của đám zombie ví dụ như là làm sập cây cầu trên con đường chính tới các cộng đồng khiến cái việc đi lại khó khăn hơn rất nhiều mấy cái bầy zombie nhỏ thì bị trở thành cái bài tập thể dục hàng ngày chỉ còn đủ sức cắn mấy nhân vật phụ của phụ thôi ví dụ như là con trai của cặp vợ chồng thợ rèn ở top chẳng ai biết bố chú là ai luôn nhưng mà cặp vợ chồng rèn này cũng gây rắc rối nhỏ họ đổ lỗi trên Markie, tại vì tự dưng đưa con tôi ra ngoài chết chỉ để tìm cách trồng trọt và nuôi thêm bọn Sanctuary. Mặc dù Sanctuary đã trở thành đồng minh nhưng mà một số thì vẫn mong Negan trở lại. Nhìn chung là đa số công nhân thì vẫn ủng hộ Rick, cơ mà Daryl tỏ ra khó chịu. Một là anh không thích làm lãnh đạo, hai là anh không chấp nhận được việc làm bạn với kẻ thù, ba là Sanctuary không thể trồng trọt nên là cần tiếp viện nhưng mà xăng thì cạn, đường thì hỏng, không sớm muộn chỗ này cũng chết đói. Bốn là năng lực của Rick thì chỉ phù hợp chỉ huy nhóm nhỏ thôi, còn làm xếp tổng thì như đần. Nhất là từ khi cố chấp mang tư tưởng hòa bình và tận thế. Carol nghe được cuộc trò chuyện nên đề nghị tiếp quản Sanctuary thay Daryl. Trong lúc này ở Hilltop, Gregory đến kích động ông thợ rèn tấn công Maggie. Maggie lập tức đến chất vấn Gregory thì bị ông chửi là được cái đồ chó săn của Rick và sẵn sàng hy sinh tất cả ở Hilltop cho chủ nhân. Thế là Gregory bị xích lại. Nhưng mà lời của thanh niên này cũng làm cho Maggie suy nghĩ. Ngày hôm sau Rick và Michonne đến Hilltop đề nghị họ giúp đỡ để xây lại cầu. Nhưng Maggie muốn trao đổi thực phẩm để lấy nhiên liệu tạo ra từ Sanctuary. Rick thì muốn lấy nguồn lực ở ba cộng đồng để bồi dưỡng sang Sanctuary phát triển ngang hàng nhưng mà anh không kiểm soát ở những cộng đồng khác và cũng không thể kiểm soát được hận thù của họ với Sanctuary. Tối hôm đó, Maggie ra lệnh cho Gregory đánh đu bằng cổ, một cái lời gian đe những kẻ muốn phá hoại. Đôi vợ chồng già được cho cơ hội làm lại cũng là vì mỗi nhà này biết cách rèn. Kế hoạch xây cầu sau đó vẫn được thực hiện. Họ cần phải nhanh chóng hoàn thành trước khi lũ về, đồng thời phải tìm cách để dẫn đàn zombie tránh xa khu vực cầu. Mission đến Hilltop để xin hỗ trợ thực phẩm một lần nữa vì nhiên liệu của Sanctuary chưa được gửi đến. Máy cày của Hilltop chưa dùng được thế là sẽ không có thực phẩm cung cấp cái cây lấy từ viện bảo tàng thì chưa dùng được vì ông thợ rèn vẫn đang bị giam giữ nghe thì có vẻ là mark Hy đang cố tình không cung cấp lương thực trong lúc đó thì ở chỗ xây cầu mấy thằng đệ cũ của negan cứ thích gây sự rick thì chỉ giải quyết theo kiểu là dừng lại đê không đánh nhau chỉ vì là quân savior là lực lượng lao động chính nên là không thể để bọn này dỗi bỏ đi được nhưng mà càng làm như thế thì càng làm cho các cộng đồng khác khó chịu cơ mà với gabriel thì không cha xứ giờ thì nhìn đời bằng nửa con mắt vì một bên mù hẳn rồi bù lại thì lại có người yêu mới là jadis tên thật của bà này là Anne, nhưng mà gọi là Jadis cho nó quen Quay lại với Hugh thì Maggie dần trở thành người mộ đạo Rồi vì chỉ nghe lời mỗi Jesus dẫn lối Thế là cô quyết định thả ông thợ rèn ra Lúc này ở chỗ xây cầu một đám zombie xuất hiện Rick liền triển khai kế hoạch đánh lạc hướng Nhưng mà quả bom thứ hai không phát nổ Nên đám zombie tiến thẳng đến chỗ xây dựng Trong lúc hỗn loạn thì Aaron bị đè nát một cánh tay Và phải chấp nhận làm dương quá May mà Aaron mặc quần của 360 Beauty nên là chân anh không làm sao cả Quần của 360 Beauty có chất vải xịn Bao bền bao đẹp, vải cotton mềm mại Không chỉ thừa, không nhăn, cũng ấn tinh tế Thế nhưng mà quần chỉ có giá là 199k trong đợt ra mắt bộ sưu tập xuân hè mới xứng đáng lật đổ châm ngôn ít tiền mà đói hít đầu thơm anh em có thể kéo ngay xuống phần bình luận và mô tả để nhấp ngay vào đường link kẻo bỏ lỡ kẻo thơm quả bom thứ hai là do tên Xavier gây rối vừa nãy phá hoại tay này bịa ra lý do là bộ đàm hết pin mặc dù là cái bộ đàm dùng năng lượng mặt trời thế là Daryl xông vào đấm thằng này may mà có Carol cản lại lúc đấy thì có tin tốt là Maggie đã đồng ý cung cấp thực phẩm còn Rick thì quyết định đuổi tên Sanctuary đi và hắn gặp phải tập kích có ai đó đang nhắm tới lũ Sanctuary và tên này không phải là người đầu tiên Rick thì chưa biết chuyện gì xảy ra ngày hôm sau anh quyết định ở lại alexandria maggie thì đang chở hàng đến trại xây cầu và gặp đám sanctuary đang đi tuần tra Đội này gặp lãnh đạo mà vẫn bô láo làm cho maggie ghét ra mặt một lúc sau thì maggie tình cờ gặp tên sanctuary bị hại hôm qua và đem đến trại thế là một cuộc ẩu đả nổ ra giữa hai phe nhưng mà rick kịp đến Đấy, khu vực f một f hai di chuyển hết đây rick bắt đầu điều tra xem ai là hung thủ đầu tiên là dò hỏi gabriel về jadis dù là bảo vệ cho jadis nhưng mà gabriel vẫn phải tra hỏi lại bạn gái điều này làm cho jadis thất vọng vì bị nghi ngờ người thứ hai bị tình nghi là đem Daryl vì vết thương trên thi thể là do mũi tên gây ra Nhưng mà Idol không làm với cho lén nút đấy đâu Sau vụ này thì sự tin tưởng của Daryl dành cho Rick ngày càng giảm đi Ngày hôm đấy một đội tuần tra bị tấn công Kỳ lạ là chỉ có người của Sanctuary bị mất tích Nhưng mà Daryl và Maggie cũng phát hiện ra manh mối bị bỏ lại Trong lúc đó thì Jadis quay về bãi rác Lôi ra một cái bộ đàm giấu kín rồi liên lạc với đám người dùng trực thăng Họ yêu cầu Jadis cung cấp hàng loại A Là cái gì tôi cũng không biết Đổi lại thì sẽ đón Jadis đi Gabriel bám theo nên là nghe thấy hết tất cả và tưởng là Jadis đang bán đứng họ. Jadis sẽ phải thuyết phục Gabriel là đi cùng cô để chu chạn nhưng mà cha xứ lại chọn anh em xương máu thế là cha Dis dùng bạo lực đưa đi lúc này Rick và Carol vẫn tuần tra trong đêm bị hai tên Sanctuary mai phục để cướp súng nhưng mà thôi cướp nhầm xứ người ở cái server này Rick làm bố thì Carol cũng là tốt thách đấu quay lại với Maggie và Daryl hai người phát hiện ra chủ mưu hại Sanctuary lại chính là người của Ocean Side và họ làm thế tại vì là biết Maggie đã chống lại lệnh của Rick nên là họ làm thế chắc cũng không sao và bắt đầu lén trả thù những kẻ đã tàn sát người thân năm xưa và đây là kẻ cuối cùng Maggie và Daryl cũng chọn ngoảnh mặt làm ngơ Ngày hôm sau người của Sanctuary bỏ về hết khi phát hiện ra là lại có người mất tích. Từ câu chuyện của Ocean Side, Maggi lại quyết tâm tìm cách để khử Negan. gọi quay lại Top chuẩn bị một cái xà bang để đến thăm Negan. Kế hoạch xây cầu đã đổ bể hết. Carol cũng quay về Kingdom chứ không phải là Sanctuary. Tất cả kế hoạch của Rick đều chật hướng. Jerry còn báo tin là Maggi đang đến Alexandria. Rick lập tức thông báo cho trạm gác để ý và bảo họ là thông báo cho Michonne chặn Maggi lại. Cơ mà trạm gác đã bị mua chuộc. Rick định phóng ngựa về nhưng mà Daryl bảo lên xe anh đeo. Cơ mà nhiệm vụ của Daryl là kìm chân Rick lại và anh này thực hiện nó theo cách cực kỳ mỹ hai bố sương bỏ đấm nhau đấm đến nỗi rơi xuống cầu hố to đùng nhờ cái hố mà hai người giảng hòa tại vì quan trọng hơn là phải tìm cách trèo ra ngoài trong lúc này jadis đang trói gabriel lại và chuẩn bị cho một con zombie đến cắn chắc đấy là món hàng loại a mà phe kia cần nhưng mà sức mạnh của gabriel là cái mồm còn điểm yếu của phụ nữ là tình cảm cha xứ dùng điểm mạnh thọc liên tục vào điểm yếu của đối thủ thế là bị jadis lấy rẻ bịt luôn vũ khí vào ở phía chỗ xây cầu nhóm sanctuary quay lại muốn cướp đồ tiếng súng vang lên tận cái hố thế là rick và daryl lại càng cố gắng trèo ra ngoài bởi vì lũ zombie bị tiếng súng thu hút đến rick thoát ra ngoài trước và tình anh em khiến anh quyết định cứu daryl mặc dù là người anh em này dạo này hơi báo một tí daryl quyết định quay lại về trại còn rick thì quyết tâm ở lại giúp đám zombie tránh xa cầu quay lại với gabriel cha xứ đã được tha thứ nhưng mà cha lại biến mất lúc này rick dẫn đàn zombie đi xa nhưng lại gặp một đàn khác ở ngã tư con ngựa lồng lên để ngã rick rơi xuống một đống bê tông cạnh đó và đen vãi trưởng là anh bị một cái thanh sắt biến thành một xiên bẩn trong khi hai bầy zombie khổng lồ đang đi đến thôi last ride của rick rồi rick chật vật mãi mới rút được người ra khỏi thanh sát rồi leo lên ngựa chạy đi nhưng mà ngựa chạy nhanh thì đau nên là Rick cứ phải cưỡi ngựa vớt dâu tâm trí thì cố gắng giữ để không bị ngất đi Rick gặp được một căn nhà gỗ nhỏ và cố gắng cố định lại vết thương nhưng mà mất máu quá nhiều và Rick dần trôi vào cơn mê sảng gặp lại Shane ở cái khung cảnh Rick bị bắn đến bất tỉnh bỏ qua cả tận thế rồi lại tỉnh dậy đối mặt với thực tế trong lúc này thì Maggie đã đến Alexandria và bị Michonne chặn lại ở ngay ngoài cửa bóng giam nhưng Maggie có sức mạnh của hạng triệu fan nên là Mission cũng phải chịu và đây là kết thúc của Negan ư Negan khóc lóc là hãy kết thúc cuộc đời hắn để hắn được đoàn tụ với vợ con nhưng mà Maki không cho cho như thế lại dễ quá quay lại với Rick vẫn đang thong dong trên lưng ngựa nửa tỉnh nửa mê nhớ về toàn bộ những người đã mất và họ đưa anh dũng khí để quay lại thực tại lần tiếp theo mở mắt thì anh đã ngã xuống tại chỗ trại anh lết người đến chân cầu rồi thấy người dân ba cộng đồng kịp thời xuất hiện để cứu nhưng mà tất cả chỉ là rừng mơ của tào tháo Rick lại tỉnh dậy cô đơn một mình cố gắng ôm bụng đi qua cầu nhưng mà anh chợt nhận ra là cứ đi tiếp thì sẽ đến Hilltop và lúc này Daryl xuất hiện cùng với tất cả nhân vật quan trọng còn sống đến bây giờ mọi người cố gắng đánh lạc hướng đàn zombie chỉ có mình Daryl là lại hỗ trợ Rick đến giây phút cuối cùng. Đợi cho đàn zombie chăn hẳn lên cầu thì Rick bắn vào thùng thuốc nổ. Lũ zombie cứ theo thà đi thẳng xuống sông, nhưng mà Rick cũng ở trong bán kính vụ nổ và mất xác luôn. Và đây là chiến công cuối cùng Rick để lại ở loạt phim The Walking Dead và thế là giờ anh không còn phải đi bộ nữa mà chuyển qua đi trực thăng với Jadis luôn. Đi về đâu thì phải hẹn gặp lại ở mùa 11 và sau đó chúng ta có một time skip, có một nhóm đang chật vật sinh tồn giữa đám zombie thì một cô bé giải cứu họ, tay cầm súng câu Python, đầu đội mũ cảnh sát và đó chính là Judith, con gái của Shane. <laughs> Cập nhật chút tình hình sau time skip thì Daryl chọn sống dã ngoại cho đến khi tìm được xác của rick carol thì biến thành mẹ rồng kết hôn với ezekiel Michonne thì bảo vệ alexandria nhưng mà mọi chuyện thì không đơn giản như vậy nên là sẽ xem tiếp judith đưa đám người sống sót về với nhóm đi săn với sự cứng đầu của judith thì mọi người đành phải đưa họ về alexandria lúc này ở kingdom mọi thứ bắt đầu cũ nát theo thời gian nhất là hệ thống nước bị hỏng liên tục ở đây thì chúng ta có henry em trai của benjamin sau đó được ezekiel và carol nhận nuôi gu này muốn đến hilltop để học nghề rèn mà ezekiel lại quá bao bọc các thứ quay lại với alexandria người bị thương được đưa đi chữa trị những người khác phải ở lại để hội đồng quyết định và rõ ràng là Michonne là người có quyền lực nhất. Mặc dù luật của Alexandria bây giờ là không nhận thêm người mới, nhưng mà vì một đứa trẻ con tên là Judith mà hội đồng phải mở ra. Lúc này ở Kingdom, Henry được đồng ý đến Hilltop học rèn và Carol sẽ đưa cậu đi tìm người giám hộ. Quay lại với hội đồng Alexandria, Gabriel nắm vị trí chủ tịch nhưng Michonne mới là người quyết định chính. Cô phát hiện ra trên tay của Magna có dấu hiệu của kẻ đi tù, thế mà cô này lại không thành khẩn khai báo, đã thế lại còn giấu vũ khí thắt lưng. thế là thôi cơ hội ở lại cho nhóm này bằng không. Gabriel có vẻ là quá quen với điều này, anh bận bịu loay hoay về đống thiết bị phát sóng và Rosita người yêu mới. Gabriel nhờ cô đi đặt bộ phát sóng ở một nơi rất xa để có thể phủ rộng khả năng liên lạc. Thế là Rosita kéo Eugene đi cùng và cả hai bị một đàn zombie tập kích. Quay lại với mẹ con Carol, họ đang đi thì nghe thấy tiếng cứu, cứu. Henry thì trẻ tuổi bốc cất chạy đi cứu luôn. Thế là lọt vào bẫy của đám Xavier. Dù là bọn này tàn tạ lắm rồi. Bọn này cướp đồ trên xe và cả nhẫn của Carol. Nhưng bài học là đừng bao giờ coi thường Carol. Carol quay lại lúc nửa đêm để lấy nhẫn và xử hết bọn này bằng một mối lửa. Ngày hôm sau Carol được mục đích chính của chuyến đi là Daryl. Trong khi đó ở Alexandria, Magna đang nóng lòng vì không muốn bị đuổi đi, thậm chí là còn định đi uy hiếp Michon. Nhưng mà sau khi thấy Michon vui vẻ với trẻ con thì Magna lại chủ động giao ra vũ khí và chấp nhận để mọi thứ xảy ra. Michon vẫn quyết không để đội này ở lại Alexandria, nhưng mà sẽ cho họ gia nhập Hilltop. Lúc này Rosita và Eugene vẫn chưa thoát khỏi được bầy zombie, họ trốn xuống bùn và lại nghe thấy zombie biết nói. Adu, à zombie tiến hóa sao? Để biết được thì chúng ta cứ quay lại Hilltop trước đã. Maggie đã đi theo Georgie nên là Jesus trở thành người quản lý. Còn Tara là thư ký thực ra là mọi chuyện đều do chara xử lý cả còn research thì đi chơi suốt quay lại với carol cô nhờ daryl làm bảo mẫu cho thằng con nhưng mà daryl từ chối ai thì thôi tự trưởng thành đấy cơ mà đêm hôm đấy henry giúp daryl cứu con chó thế là tình yêu với thức ăn đã gắn kết hai người với nhau và daryl quyết định xuống núi làm bảo mẫu michon lúc này đưa nhỏ magna về trại cũ nhưng cũng chẳng còn gì cả michon quyết định quay lại để người khác tiếp tục dẫn họ đến Hilltop vì giờ michon cũng không thân thiện với bên này cho lắm thế là nhóm của magna bực từ vì tự dưng bị bỏ rơi lại không cho vũ khí để tự vệ cả bọn sau đó thì tìm chỗ nghỉ qua đêm Lúc này thì Aaron và Jesus đang vật lộn trên bãi cỏ. Chắc là Aaron chịu khó trốn đi từ Alexandria đến đây, chắc là hai anh này cũng dây nhớ với nhau gì đấy. Đúng lúc đấy thì có pháo tín hiệu bắn lên. Hai người đi theo và tìm được Rosita. Cô thều thào bảo là Eugene đang trốn ở một cái chuồng ngựa, cơ mà trời sắp tối nên là Jesus đưa cô về hilltop trước đã. Trái ra bất chuyện thì lại đến thắc mắc là tại sao Jesus lại đi gặp Aaron thì anh bảo là để vật lộn trên cỏ và tìm cách thuyết phục Alexandria tham gia hỗ trợ trao đổi ở Kingdom. Trong khi đó thì Mission không còn muốn đến Hilltop, Sĩ Đích thì vô tình lộ ra chuyện Maki đã rời đi. Thế là Mishon nhận ra mọi người đang giấu cô rất nhiều thứ. Đúng lúc đấy thì có đàn zombie tiếp cận, Mishon buộc phải trả lại vũ khí cho đám Magna. Nhờ lần chiến đấu cùng nhau này mà cả hai bên tin tưởng nhau hơn, ít nhất là không tịch thu vũ khí nữa. Mishon đang định quay về thì người của Hilltop xuất hiện thông báo tin tức của Rosita. Thế là Mishon phải đến Hilltop để xem xét tình hình. Lúc này nhóm của Carol cũng đã đến đó. Daryl lập tức gia nhập vào hội tìm kiếm Eugene cùng Jesus và Aaron. Ba người gặp một đàn zombie và quyết định là tránh voi chẳng xấu mặt nào. Nhưng mà Daryl dần phát hiện ra là đàn zombie cứ hướng về phía họ. Quay về Alexandria, Gabriel thì ngày nào cũng tụng kinh cho negan với hy vọng mà thanh niên này sẽ hoàn lương nhưng mà sau khi nghe tin của rosita thì cha sứ cuống quá quên luôn cả đóng cửa phòng giam thế là negan được thả tự do lúc này michonne đã đến được hilltop và rõ ràng là cô không được chào đón nhưng mà tara vẫn tiếp nhận nhóm của Magna mà không nghi ngờ một tí gì chứng tỏ là họ vẫn tin tưởng nhau michonne gặp lại carol nhưng mà hai lãnh đạo này chỉ nói chuyện hỗ trợ còn michonne thì nhất quyết không tham gia carol sau đó phải quay về thành con henry thì ở lại để học nghề rèn và học cách đối phó với vấn đề của tuổi dậy thì là nhìn cờ của mình hôn thằng khác ngay trước mặt thế là thất tình buồn chưa và quen được bọn choi choi ở hưu top và lại thế là trốn ra ngoài đi ba uống rượu lấy zombie chơi đùa các thứ đến khi tỉnh táo lại thì henry lại thấy mình trong nhà tù vì tội phá hoại cũng trong đêm hôm đó thì eugene được tìm thấy anh bảo là phải chạy ngay vào luôn tại vì đám zombie đang săn lùng họ và đúng thật là như thế daryl thử dụ đám zombie bằng pháo nhưng mà chúng lại quay về đúng đường khiến cho Daryl quay cuồng trong mưa màng. Lúc này thì Jesus và Aaron dìu Eugene đến một nghĩa trang. Họ trèo qua một khe nứt để làm chậm lại đám zombie rồi mò lại qua cổng chính để ra ngoài nhưng mà cổng bị kẹt mà Eugene thì bị thương không trèo được. Ba người chỉ còn lựa chọn là quay lại chiến đấu. May mà Michonne dẫn một nhóm lên cứu viện. Làm sao để biết vị trí thì tôi cũng chịu. Mọi người thì cố gắng đào đất để mở cổng nhưng mà trong lúc chặn bọn zombie lại thì một con zombie đột nhiên rút dao và xuyên luôn Jesus rồi một bọn lao ra thêm. Nhưng mà lần này mọi người đã cảnh giác nên không ai bị thương. Đến lúc này thì họ chính thức biết đến bọn thi thầm những kẻ đội ra người chết để trà trộn vào đám zombie trong lúc này ở alexandria negan đang tự do đi lại hay ngao chiêu chiêu thích làm gì cũng được nhưng mà negan chỉ lấy đồng hồ của judith rồi tìm cách trèo ra ngoài judith phát hiện ra ông già muốn trốn thoát thì negan bảo là hứa sẽ không hại bất kỳ ai thế là con bé cho đi thật nhìn chung là đôi này thân nhau phết lúc này ở hilltop thì tyra lại cử thêm lúc người của nhóm magna và aiden người yêu của edith đi tìm kiếm jesus quay lại với đội hội tống của eugene họ phát hiện ra đám zombie lại đi theo sau nên là tìm cách mai phục ở một cây cầu và bắt được một tên đi lẻ pha này rôn đỏ thật ron ngay ra tướng năm tiền ba sao Tên kia chính là con gái của thủ lĩnh Whisperer. Con bé được đưa về Hilltop để tra khảo. Lúc này thì Negan đang lang thang khắp nơi, chật vật sinh tồn vì đã ngồi tù quá lâu. Lúc và Aiden chưa biết mọi người đã về nên cứ đi lang thang tìm dấu vết và gặp phải đàn của bọn Whisperer là bọn thì thầm tôi nhắc ở trên ấy. Quay về với nhà tù Hilltop, Lydia cứ khóc lóc nó linh tinh khiến mọi người không biết thêm được gì. Mission quyết định về Alexandria để lại nhiệm vụ tra khảo cho Dero. Eugene sau khi vượt qua hoạn nạn thì lại muốn tỏ tình với Rosita nhưng mà Rosita lại chửa rồi, chửa với bạn trai cũ Sidic. Tóm lại là thứ quan trọng nhất tận thế vẫn là bao cao su lúc này thì Negan đã quay lại sang nhưng mà ở đây thì chả còn gì để khóc với sầu cảnh mất người con Negan chợt nhận ra là mọi thứ thật là vô nghĩa cuộc sống của ông ta giờ là ở Alexandria và lựa chọn quay lại quay lại với Daryl anh muốn ép Lydia khai ra sự thật nên là chơi bài máy không nói tao xử cơ mà Lydia cũng chả sợ chết thế là Daryl lại càng muốn chiến nhưng mà cu Harry lại xin ra sức ngăn cản cơ mà tất cả lại được biên hết bởi Daryl rồi Daryl chỉ tạo điều kiện để Henry bắt chuyện với con bé ở thì Henry hỏi han quan tâm là thật nhưng mà rắc rối là Aiden vào lúc đã bị bắt Kế hoạch của Daryl thì đã thành công Anh nghe lén được Lydia nói chuyện với Henry Mỗi tội là hai đứa thích nhau thật Nên là Henry suýt lộ ra sự tồn tại của Kingdom May mà Daryl cả lại kịp Well, sau nhiều năm rắc rối số 1 của hậu tận thế Thì trẻ con đã tiến hóa thành trẻ bị thanh niên Và bây giờ là số 1 đấy. Nhưng mà Daryl cũng dần cảm thông với Lydia kể thì sau khi phát hiện là cô bé bị bạo lực gia đình. Đêm hôm đó nhóm của Magna chuồn ra ngoài để tìm lúc nhưng mà tối quá nên thôi đi về, chỉ có Kelly là vẫn căng căng đi tìm. Thế là bà chị gái bị điếc Connie đi cùng. Cũng trong đêm hôm đó Henry lại mở cửa cho Lydia đi tham quan Hilltop để thuyết phục cô là nơi này tuyệt cơ mà là vời. Lydia thì chỉ thấy mỗi cái bố là tuyệt vời và nhất là khi có bong cái lên đầu Henry. May lúc đó có tiếng trẻ con khóc vang lên khiến Lydia bị hoảng sợ vì nó gợi lên ám ảnh tuổi thơ. Thế là con bé yêu cầu quay lại nhà tù cho nó an toàn. Và một lần nữa tất cả lại trong tầm tay của Daryl. Từ ngày hôm đó thì Lydia phối hợp hẳn, chắc là có thêm tí tình yêu vào, bắt đầu cung cấp thông tin về bọn thì thầm và cả địa điểm đóng quân hiện tại, rồi kể cả quá khứ các thứ, thứ mà tôi thấy là hơi câu giờ chỉ để chứng minh là mẹ cô này rất tàn nhẫn. Nhưng mà nó thành công trong việc khiến Daryl cảm thông. Trong khi đó ở bên ngoài, Kelly được lính hiu dẫn về, Connie thì im lặng đi theo sau. Đột nhiên đội thì thầm ập đến, Kelly bị kéo vào trong trại, còn Connie thì vội trốn vào nương ngô. Dẫn đầu đám thì thầm là mẹ của Lydia, tự xưng là Alpha đến để đòi lại con gái. Nhưng mà Daryl không đồng ý, tại vì không muốn gì hủy hoại đứa trẻ hơn là bố mẹ tôi và Daryl đi ra nói thẳng mặt bà kia là bà là mẹ tôi. cơ mà chúng đề nghị trao đổi lúc với Arden và trao đổi thì quá hơi để từ chối. nhưng mà giao dịch lại kéo dài khiến cho đám zombie thật mò tới. nhưng mà rắc rối là Henry đã dẫn Lydia chạy trốn mất rồi. cần phải tìm ra hai đứa ngay vào luôn. cô bé trong đám trai trai liền đoán ngay là Henry đến chỗ hôm trước nên là dẫn Init đi cùng. lúc này bên ngoài có một đứa bé của bọn thì thầm khóc ré lên. mẹ nó không dỗ được thế là phải nghe lệnh Alpha vứt bỏ đứa bé đi. Connie không chịu được liền lao ra cứu đứa bé. sau đó cả hai người được người kỳ hô trợ cứu viện. trong lúc đó thì Henry và Lydia đang bận ăn ủi nhau các thứ. Wow vì một đứa mới quen Mà mặc kệ người thân quen từ bé đến lớn khá lắm Henry. Nhưng mà Enid đã tìm đến thuyết phục thằng bé giữ lấy nhân tính. Trong khi thằng cu thì đúng là làm điều tốt thì nó thuyết phục như thế hơi. Nhưng mà Lydia hiểu tình thế và chấp nhận quay lại với bọn thì thầm. Thế là xong việc, ai về nhà nấy. Trong lúc đó ở Kingdom thì Ezekiel đang cố gắng lấy được bóng đèn chiếu phim cho hội trợ. Tôi thì cố gắng nốt hết mấy cái chi tiết thừa như này. Nhưng mà cuộc chiến với bọn thì thầm thì chưa chấm dứt bởi vì Henry đã quyết định đi tìm Lydia. Thế là Daryl và Connie lại phải xách dép đi tìm thằng cu. Phiền thật đấy mấy con chip hồi này. Cơ ở phía bên kia thì Alpha cũng có ý định tiền đánh hiệu chóp nhưng mà Lydia nói dối để bảo vệ họ. Trong lúc này ở Alexandria, hội đồng lại bắt đầu cãi nhau xem là có nên tham gia hội trợ ở kinh điểm không. Những người khác thì muốn gắn kết với các cộng đồng mà Mission thì phản đối vì lý do an ninh, nhất là khi bọn thì thầm xuất hiện. Lúc này thì cu Harry kia như tất yếu bị bắt lại. Lydia liền tỏ ra khó chịu để bảo vệ cậu. Alpha liền coi cậu là cơ hội để tấn công hiệu nên là không xử mà dẫn về cứ điểm. Nhưng mà không sao, Daryl và Connie vẫn bám theo sau. Lúc này nội bộ của bọn thì thầm có mâu thuẫn bởi vì tôn chỉ của Alpha là bỏ mặc những kẻ bị rớt lại nhưng mà bà này lại đi cứu con gái thế là có anh này ra thách thức vị trí đầu đàn alpha chấp nhận solo và gọi beta ra khử hết cả hai alpha cai trị bầy của bà ta bằng sợ hãi và tàn nhẫn hơi giống với negan nhưng mà là phiên bản thú tính trong lúc này ở alexandria michon đến nói chuyện với negan và nhận ra là cô đang kiểm soát tất cả mọi người một cách thái quá thế nên là michon quyết định không phản đối vụ hỗ trợ nữa còn cô thì chỉ là đúng bổn phận của người phụ trách an ninh quay lại với bọn thì thầm alpha quyết định thử lòng lydia bắt cô phải xử tử henry nếu mà lydia có tình cảm thật thì sẽ nguy hiểm đến bầy đúng lúc đấy thì có zombie tập kích bất ngờ, đấy chính là cái bẫy mà Daryl tạo ra để cứu hai đứa trẻ. Daryl thì không muốn cứu Lydia vì như thế rất là rắc rối, nhưng mà Henry thì vẫn xìm lắm cố chấp bảo vệ. Trong lúc đó thì tên Beta đã phát hiện ra bất thường và dẫn một đội đi truy lùng. Lúc này hội trợ ở Kingdom đã bắt đầu và họ gặp rắc rối với một nhóm tên là Highwaymen. Đội này thì muốn thu phí đường bộ với tất cả những ai đến hội trợ. Ban đầu thì Ezekiel muốn xử hết nhưng mà Carol đã thuyết phục là để đội này hộ tống những vị khách đến Kingdom và tất cả sẽ xem phim cùng nhau tuyệt vời chưa? Quay lại với Daryl, anh dẫn cả nhóm đến một tòa nhà để chuẩn bị tinh thần chiến đấu với lũ thi thầm. Nơi này thì nhóm của Connie đã từng sống nên là có để lại ít đồ giữ chữ dưới sàn nhà. Không lâu sau, nhóm của Beta đến cùng bầy zombie. Lydia thì bị nhốt lại để vì cô không muốn hại người trong bầy. Kế hoạch của Daryl là chặn đường cầu thang lại để chặn lũ zombie ở dưới. Thế là bọn họ chỉ cần đối phó với người sống thôi. Ba người đánh du kích trong tòa nhà hạ được hết lũ thi thầm. Lydia thì thoát khỏi chỗ bị nhốt và cứu được Henry một mạng tên bia ta thì bị đẩy ngã xuống cửa thang máy nhưng mà hắn không chết rồi ra khỏi cuộc chiến chúng ta đến với hồi ức của Michonne để hiểu tại sao cô lại cực đoan về vấn đề an toàn như thế sau một thời gian ôm bụng bầu đi tìm xác Rick thì cô phải chấp nhận bỏ cuộc và để cô tìm kiếm lại cho Daryl lúc đó thì Michonne tìm được một người quen từ trước tận thế còn sống sót cô này thì có cả một nhóm toàn trẻ con cuộc sống ở Alexandria lúc đấy thì toàn trẻ con và tiếng cười Michonne thì có bạn bè để tâm sự nỗi lòng cho đến một ngày tất cả trẻ con biến mất kể cả Judith và đồ ăn dự trữ ở trong kho cũng mất hết luôn. Michon phải vác bụng bầu đi khắp nơi để tìm, lòng thì hoang mang tại vì bị bạn thân phản bội. Michon rốt cuộc cũng tìm ra, nhưng mà cô không ngờ là bọn trẻ con đã được đào tạo thành sát thủ. Thế là cô và Daryl bị bắt lại, mỗi người bị đánh dấu x trên lưng bằng sắt nóng. Daryl sau đó tìm cách thoát ra được, hai người chia nhau ra để tìm đám trẻ và Michon lại là người may mắn trong cuộc kép. Đám nhóc này thẳng tay xông vào đánh. Ban đầu thì Michon định dùng lý lẽ nhưng mà bọn này bị tẩy não quá rồi. Nên là thôi, mà để cứu được Judith thì Mi Sean buộc phải tàn sát hết Giờ thì bạn thân cũng không thể tin Trẻ con cũng không thể tin Thì Michon tin được ai nữa đây Quay trở về hiện thực Nhóm của Daryl đến Alexandria Để chữa cho chân của Henry Sau đó họ sẽ rời đến Kingdom Nhưng mà bọn thì thầm Có thể sẽ tìm đến Alexandria Thế nên là Michon đến gặp Lydia Khuyên cô rời đi để bảo vệ những người khác Ngược lại thì Judith lại truyền cảm hứng cho Daryl Để bảo vệ Lydia Thế là nhóm của Daryl quyết định rời đi trong đêm Để tránh liên lụy đến Alexandria Thế là Judith khó chịu với Michon Và quyết định bỏ đi Đáng buồn là Michon phải đến hỏi những Negan để biết xem là con bé đi đâu và buồn hơn là Negan hiểu là con bé đang đi tìm Daryl để giúp đỡ đúng là cô bé đã lấy đi khẩu súng của Rick và để lại một lời nhắn Michonne lập tức phóng ngựa để tìm con cô tìm thấy được chiếc xe đạp liền lao vào bầy zombie gần đấy để tìm thế là thấy con gái đang chém zombie như chặt rau ở đấy lúc này thì Michonne mới thực sự nói chuyện với Judith và lần này thì Michonne đã chấp nhận mở lòng ra cô quyết định đưa Judith đến hỗ trợ trên đường đi thì họ đón luôn nhóm của Daryl đi chung và đây là một khoảng thời gian yên bình cho khủng hoảng ở tập sau nhóm thì thầm tấn công một xe hàng của Hilltop đến hỗ trợ và lột ra mặt họ để cải trang. Lúc này thì xe của Michon đã đến đầm Tất cả họ hạnh phúc ôm chầm lấy nhau. Thế là lãnh đạo bốn cộng đồng tụ họp. Việc đầu tiên là Alexandria công nhận Lydia là người của họ. Cô bé có thể khiến bọn thì thầm trả thù Hillshop, thế nên là các cộng đồng cần điều quân đến giúp đỡ. Họ quyết định thành lập lại liên minh và ký vào hiệp ước được soạn ra từ thời của Rick nghĩa là mấy tập trước sau đó thì có một nhóm được cử đi đến hilltop để phòng thủ họ phát hiện ra vụ tấn công của nhóm thi thầm và dero quyết định lần theo dấu vết của chúng để trả thù thế là họ chia ra một bên phải hilltop một bên đi theo dero nhưng mà tất cả dấu vết thì chỉ là cái bẫy và nhóm của dero bị tóm gọn trong lúc đó ở hỗ trợ thì alpha đã lẻn vào như trốn không người một phần vì các cộng đồng tách nhau quá lâu để mọi người có thể nhớ được hết mặt nhau lúc này thì bi kịch bắt đầu alpha đã ở chỗ của nhóm dero dẫn dero đi riêng đến một nơi cho anh thấy đội quân zombie khổng lồ mà bà này đang kiểm soát nhưng mà alpha chỉ yêu cầu là hai bên tránh nhau ra mà sống Liên minh phải tránh xa lãnh thổ của bà này Mà đường biên sẽ được đánh dấu một cách thật đặc biệt Sự rộng lượng này coi như là tình cảm cuối cùng của bà ta dành cho Lydia Sau đó cả nhóm được thả ra và họ tìm đến đường biên để xem nó như thế nào Thì ôi thôi một cảnh tượng kinh hoàng Alpha đánh dấu lãnh thổ bằng đầu của những người bà ta săn được ở hỗ trợ Cho là quan trọng nhất là Init, Tara và Henry Người duy nhất được tha là sĩ đích để anh có thể kể lại câu chuyện cho mọi người Liên minh lúc này chỉ có thể chọn đồng ý với thỏa thuận Vì làm sao mà đánh được bọn thì thầm và tập sau chúng ta có lần thứ hai Time skip mỗi tội là không ai mạnh lên cả chỉ có kinh là đã sụp đổ tại vì thời gian đã tàn phá hết máy móc nhà ở họ buộc phải rời khỏi đi trước khi cơn bão tuyết ập đến liên minh thì đều cử người đến hội tống đoàn xe sau gần đấy thời gian thì Lydia vẫn bị ghét chỉ có Daryl là bảo vệ cô bé cả Carol nữa trong khi đó thì ở Alexandria người dân cũng chật vật tìm cách sửa ấm cho nhau và tụ hết ở một chỗ để đốt lò sưởi trong đó thì có cả Negan nhưng mà ống khói thì bị tắc và họ phải đi ra ngoài bão tuyết để đến căn nhà khác đường đi thì đã khổ nên con bé Judy lại còn chạy đi tìm chó của Dero. Negan thấy thế lập tức lao theo. Khổ thân ông già giờ ở trong con hộ Rick, lại còn phải trong chó hộ Dero nữa. Nhóm hộ tống buộc phải tránh nạn vào sang Họ phải tìm ra con đường ngắn nhất để đến được Hilltop, nhưng mà nó lại đi qua lãnh thổ của bọn thì thầm. Thế thì phải đi ngay trong đêm để chúng không phát hiện. Trong lúc mọi người khẩn trương di chuyển thì Carol lại mất công đi tìm Lydia. Cô bé lại muốn rời đi tại vì không chịu được thái độ của mọi người, nhưng mà Carol thì cứ lôi con bé đi. Sáng hôm sau cả nhóm đến được Hilltop và đó là khởi đầu mới cho Ezekiel và Carol. Mission sau đó cũng quay về Alexander và cảm ơn Negan đã cứu Judith Và đó là kết thúc phần 9 Vua Ezekiel đang nói chuyện với Judith qua radio Thì bất ngờ có ai bắt được sóng và cố liên lạc với họ Người này là ai? Hãy đón xem mùa 10 vào thứ sáu tuần sau Tôi là vui vẻ, đừng quên đăng ký hệ thống kênh của The Reviewer Để không bỏ lỡ bất kỳ video nào Xin chào và hẹn gặp lại